Game thủ mèo béo 21 tuổi ra đi mãi mãi vì yêu hết mình. Bạn gái của chàng trai 21 tuổi nhảy cầu bị tố ngoại tình, tán tỉnh nhiều cô gái. Những cô gái mà bạn gái, cũ, của mèo béo từng tán tỉnh đã đăng bài kèm bằng chứng vạch trần Đàm Trúc cố ý đào mỏ anh. Một người bạn gái cũ của Đàm Trúc tung đoạn chat và cho biết mình đã bị Đàm Trúc lừa dối biến thành tiểu tam bất đắc dĩ. Đàm Trúc và mèo béo yêu nhau hơn 2 năm, tức là từ năm 2022. Gần đây, cô dần lạnh nhạt, sắp tới thời gian kết hôn như đã hứa thì nói chia tay anh. Sau khi câu chuyện phía sau sự qua đời của mèo béo được chị gái công khai, hàng loạt tài khoản, gồm cả nam lẫn nữ, tung bằng chứng Đàm Trúc tán tỉnh người khác trong thời gian hẹn hò với anh. Một tài khoản tung đoạn chat tán tỉnh và hình ảnh Đàm Trúc chuyển khoản cho cô từ năm 2023. Đàm Trúc gọi tiếp rượu ở quán bar, không ngại dung tiền cho nhân viên. Một cô gái khác cho biết bản thân chính là tiểu tam bất đắc dĩ, là bạn gái cũ của Đàm Trúc. Cô tiết lộ Đàm Trúc và mình hẹn hò 2 tháng, từng đi chơi trong thời gian Đàm Trúc và mèo béo yêu nhau. Cô lúc đó không hề biết về mối quan hệ giữa Đàm Trúc và bạn trai sinh năm 2K3. Đàm Trúc và cô quen nhau từ tháng 5 tới tháng 8 năm 2023. Ban đầu, Đàm Trúc là khách tới quán bar mà cô làm việc. Đàm Trúc theo đuổi cô. Vì không có thói quen kiểm tra điện thoại của người yêu, nên phải tới khi một người bạn gửi ảnh mèo béo và Đàm Trúc kỷ niệm 2 năm yêu nhau qua, cô mới ngỡ ngàng mình bị ép làm kẻ thứ ba. Một số tài khoản khác cũng tố Đàm Trúc từng cưa cẩm mình trên Weibo, Douyin. Một người dùng tung loạt ảnh chụp màn hình cho thấy Đàm Trúc tán tỉnh một người đàn ông khác ở Trùng Khánh chỉ vài ngày sau khi tranh cãi, chia tay với mèo béo. Đa số cinep bày tỏ sự phẫn nộ vì hành động của Đàm Trúc, càng khẳng định cô quen mèo béo chỉ để kiếm lợi tiền bạc từ anh. Có người bày tỏ sẵn sàng kêu gọi hỗ trợ chi phí kiện tụng cho chị gái mèo béo để pháp luật trừng phạt Đàm Trúc. Nhiều người tạo hashtag, nhắn nhủ chị của mèo béo thu thập bằng chứng để bảo vệ em trai quá cố tới cùng. Mèo béo là tên game của một chàng trai sinh năm 2003, 21 tuổi, sống tại Hồ Nam, Trung Quốc, nhảy cầu tự tử ở Trùng Khánh. Sau khi bị bạn gái là Đàm Trúc hơn anh 6 tuổi yêu cầu chia tay, dù trước đó cả hai dự định kết hôn vào tháng 5 năm nay. Chị gái của anh nghi ngờ về sự ra đi bất ngờ của em trai, lục lại điện thoại của anh và phát hiện đoạn chat gây bức xúc của anh và Đàm Trúc. Cô công khai sự việc và nhận về sự ủng hộ của cư dân mạng. Cinet bày tỏ sự thương xót, cũng tiếc cho mèo béo quá ngây thơ, non nớt trong tình cảm. Câu chuyện này viral cũng kéo theo một số thông tin sai sự thật nhằm câu view xuất hiện, khiến chị gái của anh phải đính chính trên livestream. Đầu tiên là mèo béo không làm việc, cày game kiếm tiền nhiều tới mức nôn ra máu. 510.000 nhân dân tệ, khoảng 1,8 tỷ đồng, là tiền mèo béo chuyển khoản cho Đàm Trúc, chưa kể điện thoại, vàng, túi lờ dê. Một số hình ảnh được cho là mèo béo được lan truyền cũng không đúng. Ảnh của anh rất ít, chủ yếu là hình từ nhiều năm trước. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.